Xin chào, các bạn đang quay trở lại với phần xây dầu gai trong Sợi Chỉ Đỏ Until We Meet Again do Đam Mỹ Tường Truyện thực hiện, chương 2, Thuốc Giảm Đau. Tiếng chuông báo thức từ chiếc điện thoại kêu to trước khi giai điệu của bài hát được đặt làm nhạc chuông kết thúc, chủ nhân của nó đã vươn tay tắt phén đi. Tim lật người, nằm ngửa trên giường, cậu ta đang giả bệnh nên chẳng có việc gì để làm ngoài việc nằm ườn trên giường. Cậu không thể bơi và ôn bài thi, có lẽ là nhiệm vụ duy nhất. Vậy mà lời tới nỗi cũng không buồn lơn lờ mấy trung tâm mua sắm. Tìm định bụng sẽ ngủ cho qua ngày, nhưng sau khi lăn qua lăn lại cả nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng mới nhấc thân lên đi tắm. Tắm xong, cậu lục lọi kiếm cái gì đó bỏ vào bụng, rồi lại mò lên giường, cầm điện thoại chơi game. Đối với Tim, game online hay mấy trò Nintendo không phải là mối quan tâm của cậu. Tim thích những hoạt động ngoài trời như chơi mấy môn thể thao hơn là làm dài để chơi game online trên thiết bị điện tử. Nhưng bởi chẳng có việc gì để làm bây giờ, cậu đành chăm chú vào chơi game. Âm thanh bổ trợ làm nhạc nền của trò chơi náo nhiệt cổ vũ cậu chinh phục những điểm bàn kế tiếp. Cậu mỉm cười, nhưng khi nhìn thấy bảng xếp hạng, cậu chợt nhận ra mình chỉ ở vị trí thứ hai. Liếc mắt ngó cái tên người đứng đầu, cậu giật mình. Winnie the Pooh, 7.420.000 điểm. Quay về nhìn lại điểm của mình, trời, chỉ có 4,8 triệu điểm. Thế quái nào mà lại đạt được hơn 7 triệu điểm? Thật lãng phí thời gian và tiền bạc để giữ số điểm như thế này trên top. Cậu thanh niên chán nản ném điện thoại lên giường, rồi nhắm mắt nhớ lại chuyện xảy ra mấy đêm trước. Cậu thật ngu ngốc khi theo gã đàn anh khốn đó vào phòng riêng. Rõ ràng cậu hiểu mục đích của anh ta khi rủ cậu vào phòng là gì. Vậy mà lúc đó, chỉ vì quá đúng thời điểm, cộng với trí tò mò đã chiến thắng hành vi thông thường của bản thân, cậu cần được giải tỏa. Cậu chưa từng làm qua chuyện đó với một gã đàn ông, vì thế phải thành thật thừa nhận rằng cậu đã bị gã đàn ông thối kia thịt chết tiệt. Hia là chỉ gã đàn ông thối. Khi vừa bước chân vào căn phòng đó, cậu đã bị túm lấy, đẩy vào tường và ngay lập tức bị ăn ngấu nghiến ngay trước cửa. Sự tấn công đột ngột khiến cậu choáng váng, mọi giác quan không kịp phản ứng để cho cậu suy nghĩ lại. Khi cậu chỉ mới kịp quay đầu thì... Chết tiệt! Anh! Tim vớ lấy gối đầu và chửi thề. Mẹ nó, cậu một lần nữa bị đè ở trên giường tối nỗi, tưởng chừng sống hết nổi. Tim nhỏm dậy vào đầu, cậu đã không thể làm gì khi mọi chuyện xảy ra. Thật khốn nạn mà! Tim tự rủa chính mình. Từ khi còn là một đứa trẻ, cậu luôn là người tự đưa ra quyết định cho bản thân ở bất cứ thời điểm nào, và cũng chưa từng một lần hối hận vì những quyết định đó, vì chí ít đó cũng là một lần trải nghiệm. Tim muốn ngủ gục một giấc, nhưng những suy nghĩ vớ vẩn cứ luồn cuộn trong đầu khiến cậu không sao chợp mắt. Cái dạ dày rỗng tuếch thì liên tục biểu tình. Cậu nhảy ra khỏi giường, vớ đài gói snack khoai tây ăn và mở tivi lên xem một bộ phim mà cậu mới mua về. Khi nào cậu mới định học bài cũng chẳng biết nữa, giờ cần phải thoải mái đầu óc đã. Quyết định vậy đi. Cậu ta bị cảm. Người đàn anh trông thân thiện, đeo mắt kính, mỉm cười dịu dàng hỏi lại cô gái có tên theo anh nhớ là Na. Cô gái sáng sớm này đã đột ngột xuất hiện ở bể bơi của câu lạc bộ, thông báo là Tim bị bệnh. Với tư cách là bạn của cậu ta, cô tới đây chỉ xin phép cho Tim nghỉ ốm. Chuyện gì vậy anh Rung? Vì phó chủ tịch câu lạc bộ xuất hiện quàng vai người đàn anh. Rung đang nhìn cô gái có tên là Na một cách đầy thích thú. Thằng Tim bị cảm rồi. Rung, thành viên năm thứ tư của câu lạc bộ bơi, trả lời, sẵn tiện cầm tài liệu trong tay gõ lên đầu Win. Thằng Tim, cậu ta bị cảm, có nặng không? Win nhếch lông mày. Dạ, cô nhóc mỉm cười kéo dài người bạn đi lên phía trước. Cậu nhóc tên Pam đang nhoài người theo hướng khác, nhăn mặt vì cô bạn lôi kéo tới đây. Cậu ấy mới gửi tin nhắn sáng nay nhờ xin nghỉ học ở trên lớp và câu lạc bộ luôn à? Ờ, được rồi, hôm nay cũng không có tập, bởi vì năm nhất đều mệt cả. Cảm ơn đã báo với tụi anh. Win trao cho hai đứa nhỏ một nụ cười thương mại, cùng lúc chủ tịch câu lạc bộ bơi, Dean tới tham gia câu chuyện với một câu hỏi mù mờ.
Ai vắng? Vị này còn chưa nói hết câu, hai đàn em năm nhất đã biến mất. Ba người đàn ông đồng loạt ngây người. Điều thực sự vừa mới diễn ra là Na bị người bạn của mình nắm cổ tay lôi đi nhanh như cơn gió, trước khi hai người đàn anh kịp nhận ra rằng ai đang đi tới. Nếu tụi nó chạy nhanh được như vậy, chỉ bằng tham gia vào câu lạc bộ điền kinh cho rồi. Đin lớn tiếng cười, người còn lại thì cố tình tỏ ra bận rộn. Đôi mắt màu xanh ghi nhìn theo bóng dáng hai người thoáng cái đã khuất đi. Thật tệ vì anh chưa có cơ hội nào để bắt chuyện lại với họ. Anh Rum chỉ lắc đầu. Vậy anh vào khởi động trước, đừng nhoi nữa và thực hành đi. Vừa nói anh vừa kéo gã đàn em năm ba, người đang ngây ngô suy tư cái gì đó. Cậu ta chăm như thế cơ mà. Vì trước giờ cậu ta vẫn khỏe, không hôm nào quên tập luyện, luôn xuất hiện đều đặn trước mặt Win. Đây là lần đầu tiên cậu thang vắng mặt. Gã đàn ông chuyên gây rắc rối liếc sang đàn anh, rồi quay sang nói với bạn như ăn cướp. Ê Đin, mày thông tin cá nhân của các thành viên ở đâu vậy? Định làm gì? Đin đề phòng, nhưng cuối cùng vẫn chỉ cho Win ngăn lưu trữ đống tài liệu đó. Điều kỳ lạ ở đây là chưa từng thấy Win có hứng thú với thông tin của bất kỳ thành viên nào trong câu lạc bộ. À, có chút việc cần làm, yên tâm, sẽ không làm gì kỳ cục đâu. Win đáp, nói thế thì càng làm mày trở nên đáng nghi ngờ hơn đó Win. Wow, mày lo thừa rồi. Người đàn ông trẻ tròn một tập tài liệu rồi kéo chúng ra, lần đi lần lại để tìm thông tin của một người. Tìm thấy rồi anh vô cùng ngạc nhiên, hóa ra bọn họ ở cùng ký túc xá. Win đóng tập tài liệu để lại chỗ cũ, nhờ có trí nhớ tốt, anh đã nhanh chóng nhớ số điện thoại cùng với số phòng. Chiều cúp học nha Đin, Win nói vọng ra. Đin gật đầu, anh không quan tâm tới việc Win trốn học, vì thừa biết cho dù có học hay không, cậu ta vẫn luôn đạt điểm A, vì việc cậu ta vắng mặt ở lớp học kinh tế càng đỡ cho Đin khỏi những lời bị trêu ghẹo của cậu ta làm phiền. Ký túc xá của Win ở không cách xa trường bao xa, nên 90% những người ở đó là sinh viên của trường. Chủ nhân chiếc xe phân khối lớn bỏ mũ bảo hiểm, vuốt lại mái tóc vàng rồi xách ba lô theo. Anh bấm thang máy chọn tầng 9, mặc dù phòng của anh là ở tầng 10. Phòng 919, anh lẩm nhẩm khi đọc hành lang rồi nhìn ngó số phòng, dừng chân trước cánh cửa nơi anh cần tới. Người đàn ông gõ cửa. 919, đôi mắt láo cá thể hiện rất rõ rằng anh đang hào hứng và mong chờ được trông thấy phản ứng của cậu nhóc độc mồm này như thế nào. Đợi một lúc, có tiếng nói vọng ra kêu anh chờ chút. Ai vậy? Tim bất ngờ xuất hiện trước mắt khiến anh giật mình. Cậu bệnh thật hả? Win nghi ngờ, rõ ràng nhìn cậu ta còn khỏe. Chủ nhân căn hộ đóng sập cửa trước mặt đàn anh, hai mắt Win mở to mắt rồi lại đập cửa lần nữa. Ê, mở cửa ra. Đồ anh thối, hia, tới đây làm gì? Bạn cậu nói cậu bị cảm. Không phải chứ, anh mới đến thăm đây. Win vẫn tiếp tục đập cửa thùm thụp. Không ốm, tôi chỉ muốn ngủ nướng thôi, hiểu chưa? Cậu chống đối không muốn cho đối phương vào trong, tìm móc khóa cửa, cậu bỗng cảm thấy vừa ngượng vừa mệt. Chết tiệt, hia, tới đây làm gì? Cậu lười thật hay là cậu không thể đến trường hả? Gã đàn anh xấu xa cố tình nói lớn. Hay tối đó anh đè cậu mình quá nên cậu không thể. Cánh cửa phòng bật mở, chủ nhân căn phòng nhanh như cắt kéo cánh tay vị khách không mời lôi vào trong. Ngậm miệng, anh không biết xấu hổ à? Tới đây làm gì? Cậu chặn trước mặt vị khách, hai tay vào đầu, gương mặt cau có. Win đặt một đống túi đồ vào tay cậu ta, tìm sững sờ, không dám tin là cái người này lại hiểu chúng được cậu ta cần cái gì lúc này. Chỉ là một phần cơm. Anh mua bữa trưa, nghĩ chắc cậu ốm nên cần bồi bổ. Thấy cậu nhóc không chịu cầm đống đồ ăn mình mua tới, Win quay sang đặt chúng lên bàn kiểu Nhật, ngồi quanh tìm đĩa đựng. Đợi, anh đang làm cái gì vậy? Nếu tới thăm thì đủ rồi, anh để đồ ăn đó rồi lượn khỏi đây đi. Tìm quát. Hay nhỉ? Win lấy cái đĩa đặt trên bàn. Anh mày cũng đói, trong đây còn có cả phần của anh mày mà. Chủ nhân của căn phòng cứng họng trước vị khách mặt dày.
Rồi sao anh không tự về phòng mình mà ăn? Cả đàn anh thối nhún vai, ung dung đổ đồ ăn ra đĩa, rồi lấy thìa xúc ăn. Tim dù bực dọc, nhưng cuối cùng cũng đành chịu. Nghĩ thật quá mệt mỏi để cãi nhau với gã đàn anh này. Cậu lê xác tới giá đồ, lấy 2 ly thủy tinh rồi rót nước, ngồi xuống và im lặng dùng bữa có lẽ sẽ tốt hơn. Ê, đợi chút. Cậu thanh niên nhặt lấy cái thìa, xúc cơm ở cái đĩa đã được đổ sán tương ớt. Chả hiểu tại sao gã đàn anh biết cậu ta cuồng ăn cay và rau xanh. Sao anh biết em sống ở đây? Trong bản đăng ký của câu lạc bộ có đó. Win nhún vai. Hey, sao anh lại được làm thế? Anh lạm quyền. Chiếc thìa trên tay gã đàn anh thồn ngay vào miệng cậu. Anh chàng nuốt ngụm nước bọt, cố gắng tránh đi mà không được, liền lại ngoan ngoãn nhai rồi nuốt xuống. Bao nhiêu đứa nghỉ, sao phải quan tâm tới em làm gì? Còn nữa, em tò mò làm sao anh vào bên trong tòa nhà này được vậy? Phải có thẻ vào cửa cơ mà. Người đàn ông thở dài, thò tay lôi ra trong túi quần một tấm khóa thẻ, giơ lên cho cậu xem. Môi anh cong lên, cười như kiểu mình chiếm phần ưu thế. Nói cho cậu biết là chúng ta sống chung một nơi. Quinn chỉ ngón tay lên trần nhà. Phòng 1019. Kết đạch. Tim nhìn như muốn lòi con ngươi. Cậu thật muốn biết kiếp trước mình có làm điều gì xấu xa mà kiếp này phải đền tội hay không nữa. Tranh cãi một hồi đến hết cả hơi, cuối cùng bữa trưa cũng kết thúc theo cách cả hai quay lưng vào nhau, bực tức dồn cơm vào miệng. Sau bữa ăn, gã đàn anh xấu xa thoải mái thả mình nằm nghỉ trong khi chủ nhà đứng chôn chân rửa bát, tất nhiên vì cậu ta từ chối mọi sự giúp đỡ. Sao cúp tập? Win đột nhiên ngồi dậy hỏi, lưng dựa vào tường, tay giữ điều khiển chuyển kênh lung tung trên màn hình TV. Lời, cậu nhóc đã hoàn thành việc úp chiếc đĩa cuối cùng lên giá, lau khô tay và quay trở lại giường nằm. Nếu cậu cúp học vì lời thì anh hiểu, nhưng cậu yêu thích bơi, anh chắc chắn trừ khi cậu chết chứ không bỏ tập. Win vừa nói vừa túm cổ chân của Tim lôi lên giường. Ơi, lý do cá nhân, được chưa? Cậu vừa trả lời vừa cố gắng gỡ bàn tay ra khỏi mắt cá chân, hậu quả càng làm cho đối phương túm chặt nó hơn. Đau tới nỗi không bơi nổi sao? Thành thật đi. Quinn hỏi bằng giọng điệu hạnh phúc và ánh mắt sáng lên. Anh tiếp tục túm lấy cái chân thứ hai đang chuẩn bị sút một mình một phát, giữ chặt không cho Tim giãy giụa. Khốn! Đồ anh thối! Anh không hiểu tiếng người à? Lời hiểu chưa? Không muốn lòng vòng nữa. Ôi! Tim la lối khi Win đứng bật dậy, cậu ra sức chống lại nhưng hai tay đã khép chặt bằng sức lực của một con bò tót. Thậm chí chân cũng không giơ lên đá nổi vì gã đàn anh này đang chen vào giữa. Win cố tình kẹp tay đối phương bằng sức mạnh, cộng một vài phần mánh khóe, vì thế cậu thanh niên Tim không có cách nào chống lại được. Đây, anh còn mua cả thuốc cho cậu. Một tay Win thò vào túi áo móc ra một tiếp thuốc, cùng lúc đó, cậu nhóc phản đòn đá anh sang một bên rồi lăn xuống khỏi giường. Ây da, nhìn những gì anh đã làm đi. Tim tức giận, mặt đen như đít nồi. Cậu lột bỏ áo ngoài ra cho gã đàn anh xem. Nhìn thấy chưa, vì những gì anh đã làm với tôi nó thành ra thế này đây. Bảo tôi tập bơi mà cách nào? Win, người luôn luôn ngọt ngào xoa xoa cái mông đau, anh gái cầm vì đã không thể nhận ra rằng tối hôm đó mình đã hoang dại tới độ không kiềm chế được bản thân. Trời, xin lỗi, thật là xin lỗi. Win nhận sai nhưng vẫn vô cùng hờ hứng. Sao phải tức giận như vậy? Bởi vì cái miệng chó của anh đó. Tim châm chọc. Ê, tìm đây cái miệng chó của anh cho tôi biết luôn. Cái này phải uống thuốc bằng cách nào không? Bộ mặt làm mặt kiến con chó lúc này bối rối. Anh nói là tôi bị đau tới nỗi không làm gì được mà. Tim nhặt gối đầu lém lên phía trước đối phương. Win lập tức giơ hai cánh tay đầu hàng. Đời đã, cậu không đau sao? Vừa rồi tuổi năm nhất bọn cậu vắng mặt vì tất cả đều bị căng cơ sau buổi tập huấn đó. Tim rơi vào vực thẳm, chỉ còn cách thở dài thườn thượt khi gã đàn anh chia tiếp thuốc cho cậu nhìn. Giảm đau cơ. Tất nhiên, chứ cậu nghĩ là thuốc gì? Tim chết sướng, may cho cậu là cậu không có tiền sử tim mạch hay cao huyết áp gì, nên vẫn có vẻ điềm tĩnh được. Trời, mình còn tưởng là thuốc giảm đau tại chỗ ấy. Không gì hết.
Tim lạc giọng đáp. Quinn nhướng mày ngồi dậy đẩy đàn em nằm lại giường. Đau cơ, toàn thân nhức mỏi, mau nằm xuống, anh giúp massage. Quinn nói bằng giọng nghiêm túc, rồi nhanh chóng giật lại tiếp thuốc từ tay đàn em. Tim lẽ ra định cãi biến rằng cậu không cần, nhưng kinh nghiệm đau thương từ việc giết ra lúc trước khiến cậu ngoan ngoãn nằm im trên giường. Nói cho cùng, đây là việc hoàn toàn hết sức bình thường khi bạn bè chăm sóc lẫn nhau. Có thể gã đàn anh đã quan tâm tới cậu rồi thì sẽ tới lượt cậu quan tâm chăm sóc cho Pam chẳng hạn. Quinn nở một nụ cười hài lòng khi tên nhóc xấu tính này thôi chống cự. Anh bôi một lớp thuốc lên lưng, rồi nơi hằn đỏ đầy những dấu hôn và dấu răng của chính mình. Quinn nhẹ nhàng massage khiến cho người đang nằm dài đó cảm thấy vô cùng thư giãn. Cậu từ từ nhắm mắt. Hai bờ vai Tim thả lỏng, cậu với lấy gối đầu êm ái vùi mặt vào, rồi bắt đầu ngáp. Ừ thì ăn no rồi, lại được massage không mất đồng nào, chẳng phải quá tốt hay sao? Làm tốt lắm, tôi sẽ bo. Người đàn ông trẻ dừng tay khi thấy miệng cậu thanh niên thốt ra câu đó. Đôi bàn tay anh trượt xuống phía dưới mông, cố tình thì thào bên tai cậu. Chăm sóc tốt chỗ này nha, bởi vì nó sẽ... phải làm việc vất vả đấy. Nhấn mạnh từng từ một. Khốn kiếp! Lần thứ hai trong ngày, gã đàn anh to lớn ngã một cú trời giáng trên giường xuống đất.